cơ hội để cho đồng đội có thể mở tỷ số. Nguy hiểm. Đã có tình huống đẩy người của bộ đồ vải áo xanh. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty. Một pha đẩy người có lẽ là khá lỗ liễu của thủ môn bên phía Trường Thịnh. Một tình huống penalty rất rõ ràng khi mà các khán giả của Phú Quyền TV có thể theo dõi lại. Cơ hội để cho cầu thủ Đồng Lỗ có thể mở tỷ số trong trận đấu này. Đây là quả đá penalty đầu tiên tại giải bóng đá Huyền Hòa năm 2021. Một không cho cầu thủ Đồng Lỗ. Không có sai lầm nào đến từ cầu thủ mang áo số 11 Văn Toàn. Tỷ số đã được mở cho cầu thủ áo đỏ. Chúng ta cùng nhau xem lại quả đá penalty này. Pha dứt điểm bằng lòng rất chính xác. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, các thủ Đồng Lỗ đã chơi rất tốt. Họ đã tạo ra những cơ hội và đã cụ thể hóa bằng một bàn thắng trên chấm phạt đền. Hiệp 1 công bằng mà nói, các thủ Trường Thịnh là những người chơi tốt hơn. Họ đã kiểm soát được thế trận. Trọng tài đã căng cờ trong tình huống vừa rồi. Đức Thiện. Tiếp tục là tình huống tấn công của Đồng Lỗ. Pha bứt tốc, bóng vẫn còn trong sân. Pha trả ngược lại. Không được. Văn Cường. Vẫn là Văn Cường. Tình huống mà trọng tài đã thổi còi một cầu thủ áo xanh. Treo bóng và đánh đầu cản phá của Ngô Hưng. Ngô Hưng. Quyền ném biên thuộc về Đông Đỗ. Rất cố gắng. Vẫn là các thủ Đồng Lỗ. Thi đấu dưới mặt sân đất như thế này thì bóng khá lập bập. Đức Thiện. Bóng vừa chạm vào người của thủ của trọng tài Đức Duy. Pha dứt điểm rất mạnh của một cầu thủ áo đỏ nhưng bóng đã đi không chính xác. Sớm còn lên được trở lại đá bộ. Chắc đang ngồi ngoài.
cơ hội cho Đồng Lỗ. Dứt điểm không được. Quả đá phạt góc. Khá nguy hiểm. Dứt điểm không vào. Xuyên chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Đồng Lỗ. Phạm phục không thành công của các thủ Trường Thịnh. Như vậy là cao thủ Đồng Lỗ và Trường Thịnh có sự thay đổi được người. Cầu thủ mang áo số 34 rời sân. Bên phía các thủ Trường Thịnh cũng có sự thay đổi người. Số 92 rời sân và cầu thủ mang áo số 10 bạn đã vào sân. Bóng đã chạm vào tay của đội trưởng Văn Sự bên phía Trường Thịnh. Tiếp tục là một tình huống cố định dành cho các thủ Đồng Lỗ. Tình huống treo bóng nguy hiểm. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng lên dành cho cao thủ Trường Thịnh. Ngô Hưng. Vẫn là cầu thủ Trường Thịnh, Đức Thiện rất thoáng. Tình huống treo bóng của Đức Thiện nguy hiểm. Quả ném biên dành cho Trường Thịnh. Lỗi ném biên của một cầu thủ bên phía Trường Thịnh. Bên phía Trường Thịnh có sự thay đổi người. Rời sân là cầu thủ mang áo số 5. Vào sân là cầu thủ mang áo số 21.
phút thứ 20 của hiệp 2 trận đấu giữa các cầu thủ Trường Thịnh và Đông Lỗ. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Đông Lỗ. Bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm này được ghi trên chấm penalty. Anh Vinh còn quả pin là được không? Hết pin rồi anh. Quả này chắc chỉ hết được trận này. Thay giọng anh. Thay đi em làm trận. Phá dứt điểm từ xa. Thay đi em làm trận thôi. Ôi, không phải đâu, vẫn còn hai vạch mà. Xin chào Kenshiro, xin chào Ngô Tuấn Anh. Trong buổi sáng hôm nay thì mình cũng không tương tác được nhiều cùng với anh em bởi đang bình luận loa ngoài để cho không khí ở trên sân động được thêm phần sôi động. Cơ hội phản công dành cho các thủ Đông Lỗ, chưa việt vị. Đây rồi, không được. Lần này thì thủ môn bên phía Trương Thịnh đã xuất sắc. Pha ra vào hợp lý. Ngô Hưng mắt sự. Để một bóng khá nguy hiểm, cơ hội cho Đông Lỗ. Không được. Cầu thủ Trường Thịnh hãy coi chừng với những tình huống phạt công của Đông Lỗ. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ Đông Lỗ trong tình huống vừa rồi. Phá treo bóng, nguy hiểm. Không được. Thủ môn bên phía Đông Lỗ đang chơi khá bình tĩnh. Đã có một tình huống đẩy người. Cầu thủ mang áo số 22 hơi giật mình trong tình huống vừa rồi. Ngô Hưng, Đức Thiện, vẫn là Đức Thiện, rất cố gắng. Cầu thủ áo đỏ đã phải phá bóng chịu quả đá biên. Bên phía Đông Lỗ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 88 rời sân, vào sân là cầu thủ mang áo số 83. Cơ hội vắt sự. Ngô Hưng đã có một tình huống đẩy người của một hậu vệ bên phía Đông Lỗ. Treo bóng. Không được. Phản công. Rất cố gắng. Bóng đã đi lên đường biên dọc. Văn Thuận.
Mạnh Cường. Hai cầu thủ đang nằm ở trên sân, tình huống va chạm khá mạnh. Vậy là một thẻ vàng đã được rút ra dành cho cao thủ Đông.